là một khu vực của bờ biển phía bắc của làng chài Nhân Lý. Hiện nay là xã Nhân Lý đang làm bờ kè ngay cái bờ biển. Đây là ranh giới khúc giữa này, bên trái là xã Nhân Lý, còn bên phải là một cái khu đô thị nội bộ của một cái công ty địa phương quốc tế của Việt Nam. Nhưng bạn thấy ở đây, còn ở giữa hai bãi này, có lẽ là mùa nước thì nó sẽ nổi. Đây nhìn còn toàn cảnh hơn ha, mọi người sẽ thấy là nó cảnh này là không phải lúc nào cũng thấy được nha. Cái tiến trình xây dựng này chắc là sẽ rất là nhanh. Mình sẽ đi ra xem mặt biển chút xíu. Ý, có ai kìa. Ý, ai vậy? Ý, ý. Các bạn ơi, bờ biển này khá là dài nha. À, có vẻ là đây là bãi biển sẽ dùng chung cho mục đích tắm biển, nhưng mà vì cái khu đô thị thì nó sẽ biệt lập. Như bên kia là mình thấy là khu đô thị nội bộ, có một bãi tắm, khu vực bên đó có vẻ sạch hơn, còn bên này là công cộng. Và phía này thuộc về làng Nhân Lý. Ngay bờ biển cũng vẫn có đánh cá, chài lưới. À, cá ở khu vực này thì chắc hơn. Ở phía trước mặt là bên tay trái là theo như chỉ dẫn địa lý du lịch thì hình như đó là Eo Gió. Không biết tại sao gọi là Eo Gió, có lẽ là trên đó có nhiều gió.
Ủa đánh cá gần bờ cũng có nè anh. Đây nè, có nè, có thiệt luôn nè. Ủa này cá đây cá gì ha? Cá nục. Nhìn có vẻ nó trong suốt ha. Bạn đây là cách đánh cá gần bờ nha. Ủa mà sao cái trát đây nó có vẻ nó chắc hơn cái trát cái khúc bằng đó anh? Chỗ hả? Kỳ vậy. Này nó không có lúng nè, bên đó nó lúng quá trời. Ừ, quá. Ồ, vậy luôn kìa. Ồ. Này là ngày nào mình cũng chài hay sao anh? À. Nó tắm mình kết hợp chài luôn. À. Bây giờ em thấy lạ, sao bãi này bãi tắm mà. Đó, các bạn thấy không? Đây là một gia đình vừa đi tắm vừa kết hợp chạy lưới kiếm thêm. Ở đây mà mình đi eo gió là thường thường tôi đi từ đây qua đó mà anh. Đúng không anh, bên đó là eo gió đúng không anh? Dạ, chỗ tượng Phật à. Là thường đi bộ hay sao anh? Đi bộ hay là có đi tạ đi đâu được, đi bằng xe được không? Bộ anh. Bộ thôi hả? Đi xe cũng được. Đi quan sát thôi, còn em đang rồi lượt xong rồi đó hả, có bắt nữa không em? Dạ có, giờ lên đánh. À, đánh nữa hả, mình coi coi anh này anh đánh sao nha. Chương trình khám phá phong kịch bản. Hình này mà quay phim lên phim điện ảnh là đẹp tuyệt vời hả bạn. Đây đằng kia đã có một người đánh cá nữa kìa. Đấy cũng có người chài lưới nè. Tức là ai tắm thì tắm, ai chài lưới thì chài lưới. Mình sẽ cùng tìm hiểu thêm một chút nữa về cái văn hóa của người dân ở tại bờ biển làng Nhân Lý. Vậy là buổi chiều là mọi người thường hay đi ra bờ biển để tắm, nhưng mà cũng có một số người dân là họ tranh thủ họ chài lưới. Một công hai việc. Ừ.
Đây, anh đã chọn được một cái khu vực để mà bắt đầu trà lưới tiếp. Mình sẽ xem ảnh chài ha. Từ ở khu vực này là mình có thể nhìn thấy được mấy cái tháp điện gió đó, bên kia, những cái trụ điện gió ở phía bên kia. Anh đi xa nhỉ. Các bạn thấy là một người lớn đi từ ở bãi biển đi ra phía ngoài, chứng tỏ là bãi cát này nó cũng khá là chắc. Không, một người lớn mà đứng ở khu vực đó cách đây cũng khoảng chừng 200m thôi. Mà chỉ có ngang ngực thôi. Chứng tỏ là bãi biển này rất là tuyệt vời ha. Bãi biển này tắm tuyệt vời luôn. Là khu vực bãi biển phía bắc của làng Nhân Lý. Hiện tại thì làng Nhân Lý đang thuộc địa phận của thành phố Quy Nhơn và đang thuộc diện là quy hoạch để làm du lịch cộng đồng. Nghe nói là ở khu vực đâu đây này sẽ có một cái phố về du lịch cộng đồng. Khá được đấy. Một lần nữa ha, bên tay tức là đứng từ bờ biển nhìn lên á thì bên tay trái là làng Nhân Lý, bãi bờ biển phía bắc của làng Nhân Lý. Còn bên tay phải là một khu đô thị mới nội bộ. Và hai khu sẽ dùng chung cái bãi biển để tắm.
Hiện tại khu vực này là đang là một cái điểm du lịch rất là đang phát triển nóng của tỉnh Bình Định. Có rất nhiều những cái công ty du lịch họ đổ dồn về đây, khiến cho cái lưu lượng gọi là khách du lịch ở tại khu vực này vào những ngày lễ hội hay là trong tuần rất là nhộn nhịp. Nếu như mà không có bị vấn đề phòng chống đại dịch thì vào thời điểm này, những thời điểm mà biển rất đẹp như thế này là ở đây sẽ rất đông khách du lịch. Rồi, thôi chắc là như vậy thôi. Bãi biển này chủ yếu là để tắm nha, không có dùng để bắt cá nha. Bắt cá là người dân ta tranh thủ, người ta bắt thêm thôi. Rồi, xin chào mọi người nha. Hẹn gặp lại trong cái buổi đi tường thuật trực tiếp kế tiếp.